Xin chào các bạn, trên tay mình hiện giờ là một chiếc Nexus 7 đời 2013, là chiếc máy tính bảng mới nhất của Google. Tính đến thời điểm hiện tại, nó chạy Android 4.3, có một phần cứng rất là mạnh mẽ và giá bán rất là hấp dẫn. Ở Việt Nam thì các bạn có thể kiếm được chiếc Nexus 7 này với giá trên dưới 5 triệu đồng cho phiên bản 16GB, rất là hợp lý để chúng ta có thể có được một cái trải nghiệm Android tốt. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số phần mềm để giúp tận dụng được cái máy tính bảng này một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên mình sẽ nói về bàn phím tiếng Việt. Thì mình đã thử qua nhiều loại bàn phím trên máy tính bảng Android rồi, thì mình thấy có cái phần mềm tên là bộ gõ tiếng Việt ICS Xéo GB, thì nó dùng tương đối tốt. Đây là cái bộ gõ đó. Cái giao diện của cái bộ gõ tiếng Việt này giống như là cái bàn phím mặc định của Android, cho nên nó rất là đẹp, hài hòa với cái giao diện xung quanh, những cái giao diện của phần mềm khác. Và nó có cách bố cục hợp lý nên chúng ta có thể gõ ngang hoặc là gõ dọc thì đều dễ dàng. Thì cái bộ gõ tiếng Việt ICS GB này nó hỗ trợ chúng ta gõ theo kiểu Telex, và bạn có thể chuyển giữa tiếng Anh với tiếng Việt rất là nhanh chóng. Cái phần mềm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là Google Now. Đây thực chất là một tính năng có sẵn của Android 4.1 trở lên, và tất nhiên cũng có mặt trên chiếc Nexus 7 2013 của chúng ta luôn, có sẵn và không phải cài thêm. Thì để chạy Google Now lên, các bạn hãy nhấn giữ ngón tay vào cái phím Home cho đến khi cái biểu tượng tròn Google xuất hiện thì kéo ngón tay lên. Và đây là giao diện Google Now. Thì ở đây bạn có thể thấy là ở trên đây là khung tìm kiếm, nhấn vào đây để tìm kiếm bằng giọng nói. Ở đây Google Now sẽ cho chúng ta biết thời tiết hiện tại là bao nhiêu và thời tiết trong những ngày kế tiếp thì sao. Bên đây là cột hiển thị cái thông tin mà mình mới tìm kiếm trong thời gian gần đây. Gần đây mình tìm kiếm từ khóa tinh tế.vn và một số thông tin về các thiết bị di động thì nó xuất hiện ở đây cho chúng ta. Nếu mà nhấn vào nút Show More Cards thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một số thẻ. Mỗi cái giao diện vuông như thế này thì Google họ gọi là thẻ. Ở đây nó sẽ chỉ đường tới cái địa điểm mà mình thường đến. Đây là cái chỗ làm của mình. Nó sẽ báo là từ chỗ mà mình đang ở cho tới chỗ làm là 26 phút đi qua đường Nguyễn Hữu Thọ. Rồi các bạn có thể nhấn vào đó, vào dòng chữ Navigate đó để tìm kiếm đường đi. Rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì tại sao Google Now nó lại hiện những cái tính năng như vậy, những cái thẻ như vậy? Thì Google Now nó sẽ tự động nhận biết những cái dữ liệu về ngữ cảnh, ví dụ như là thời điểm bây giờ là mấy giờ, rồi bạn đang ở vị trí nào, để mà nó đưa những cái thông tin mà Google Now nghĩ là chúng ta sẽ cần. Một số thông tin khác mà Google Now có thể hiển thị đó là kết quả thể thao nè. Rồi nếu như bạn đang đi tới một cái tỉnh thành nào mới thì Google Now sẽ xuất hiện thêm một cái thẻ. Trên đó có hiển thị cho bạn xem là những cái địa danh nào đẹp xung quanh bạn. Còn nếu bạn đi ra nước ngoài á, thì Google Now cho một cái công cụ để chúng ta dịch, Google Translate, và một cái công cụ khác để chuyển giữa hai loại tiền tệ với nhau, như Việt Nam đồng với lại tiền đô la Mỹ và ngược lại, thì rất là tiện. Ở đây tại vì mình vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh là nhà của mình, cho nên nó không hiện cái thẻ đó ra. Nếu các bạn đi di chuyển sang những nơi khác thì nó sẽ xuất hiện. Vấn đề thứ ba mà mình muốn nói tới đó là các ứng dụng để ghi chú. Thì trên Android mình đề xuất các bạn sử dụng hai cái phần mềm tên là Evernote và Google Keep. Thì mình sẽ nói về Evernote. Evernote là một cái ứng dụng ghi chú đa nền tảng. Bạn sẽ thấy ở đây là giao diện chính của ứng dụng, với đây là tất cả những cái ghi chú mà mình đã ghi chú trong thời gian qua. Mình đã tạo thời gian qua rất là nhiều. Thì cái phần mềm này nó cho phép chúng ta tạo ghi chú bằng văn bản, rồi bạn cũng có thể chèn hình, rồi định dạng văn bản, tạo một cái ghi chú theo dạng list. Như ở đây mình sẽ tạo thử. Đó, tạo theo dạng dấu chấm đầu dòng. Bạn cũng có thể tạo danh sách những việc cần làm, nhấn vào đây, cái biểu tượng dấu tích. Thì bạn thấy ở đây có cái ô, ví như mình ghi là mua đồ cho vợ, rồi mua đồ cho con. Thì lúc mà các bạn xem cái ghi chú này á, khi nào mà các bạn làm xong việc gì rồi thì có thể nhấn vào cái dấu tích đầu dòng này. Như vậy chúng ta sẽ tạo danh sách checklist một cách nhanh chóng. Khi mà các bạn nhấn lưu
thì ghi chú đó nó sẽ xuất hiện ở đây, và điểm đặc biệt là ghi chú sẽ được đồng bộ lên máy chủ của Evernote. Tuy nhiên là trước khi sử dụng thì bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản Evernote. Nhưng mà làm như vậy thì bạn sẽ đảm bảo được rằng cái ghi chú của mình luôn được đồng bộ lên máy chủ của hãng, và ví như bạn có bị mất máy hoặc là máy bị hư đi nữa thì chúng ta cũng vẫn có thể có được tất cả dữ liệu quan trọng của mình, không có bị mất đi. Cái lựa chọn thứ hai đó là Google Keep. Thì Google Keep là một phần mềm do Google phát triển và nó đã được cài sẵn trong chiếc Nexus 7 2013 của chúng ta. Đây là biểu tượng Google Keep. Bạn sẽ thấy giao diện của Google Keep rất là nhiều màu. Mỗi một cái ghi chú như thế này chúng ta có thể chọn màu sắc riêng cho nó để dễ dàng phân biệt. Thì cũng tương tự như Evernote, Keep cho phép chúng ta tạo được những cái ghi chú bằng văn bản, rồi chèn hình ảnh vào. Đó, chèn hình ảnh như đây. À, bạn thấy chữ Remind Me ở đây thì đặt nhấn vào đây để hẹn giờ, máy nó sẽ tự báo thông báo cho ngày lên cho chúng ta. Ví như bạn ghi chú là mua kim cương cho vợ thì lúc đó bạn hẹn là 9 giờ sáng nó sẽ báo lên, thì bạn có thể sử dụng tính năng đó để như là một công cụ nhắc nhở cho mình, rất là tiện. Ngoài ra bạn cũng có thể chèn một cái đoạn ghi âm vào cái ghi chú của mình, nhấn vào cái biểu tượng ghi âm ở đây. Alo, alo, alo. Đó. Rồi. Thì đây bạn có thể thấy là cái ghi chú của chúng ta nó nhận tự động nhận dạng tiếng Việt. Thì cái tính năng này là của Google Voice thôi. Rồi phát lại. Và để xóa một cái ghi chú ở trên Google Voice thì rất là dễ. Bạn chỉ cần để ngón tay như thế này, trượt qua một bên là xong. Đây cũng vậy, trượt qua. Đó. À, nếu các bạn cảm thấy là ghi chú đó mình lỡ tay xóa mất thì ra không muốn, thì nhấn nút undo qua đây, ghi chú sẽ xuất hiện lại cho bạn rất là nhanh. Cái phần mềm kế tiếp mà mình muốn nói với các bạn đó là phần mềm quản lý tập tin. Thì ở đây mình có Astro File Manager và một cái phần mềm nữa tên là ES File Explorer. Thì các bạn có thể cài hết cả hai cái, tại vì cả hai đều miễn phí. Rồi cảm thấy thích cái nào thì giữ lại, cái còn lại thì có thể delete. Thì phần mềm quản lý tập tin nó sẽ cho chúng ta xem được những cái file trên máy của chúng ta với giao diện rất là giống như Windows Explorer hay là Finder trên Mac. Đây là một cái điểm mạnh của Android mà những cái hệ điều hành di động như là iOS hay là Windows Phone không có được. Bạn có thể thấy ở đây là những cái folder nằm trong cái thẻ nhớ của mình. À, mình có thể vào từng folder. Đó, và trong đây là những cái thư mục và những đây là những cái file nằm trong folder của mình. Mình có thể mở một cái tập tin ra, rồi truy cập vào những cái folder nhỏ như thế này. Mình cũng có thể chọn nhiều file cùng lúc và thực hiện những cái thao tác rất là quen thuộc trên Windows Explorer, ví như là copy nè, move là cách xóa nè, rồi đổi tên nè. Đó, ví như mình chọn copy, mình sẽ sao chép cả 4 tập tin này qua một cái thư mục khác. Thì mình sẽ tạo một cái thư mục mới như tên là thử nghiệm. Rồi. Chọn vào cái thư mục đó và nhấn pass. Thì những cái tập tin đó sẽ được chép qua rất là nhanh chóng và tiện lợi. Thì ES File Explorer cách hoạt động cũng y như vậy thôi, nhưng mà cái giao diện nó khác một chút, thì bạn thích cái nào có thể dùng cái đó. ES File Explorer với lại Astro File Manager còn cho phép chúng ta quản lý những cái tập tin và thư mục của mình ở trên những cái dịch vụ trực tuyến, ví dụ như là Box.net nè, Google Drive, Dropbox, SkyDrive hoặc là duyệt hình ảnh từ Facebook. Thì bạn có thể liên kết cái Astro File Manager hoặc là ES File Explorer của mình với những cái tài khoản mạng lưu trữ trực tuyến này. Bây giờ là tới một cái tính năng rất là vui của các máy tính bảng Android. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một sợi cáp gọi là sợi cáp USB on the go. Đây là sợi cáp USB on the go. Bạn có thể thấy một đầu của nó là micro USB và đầu còn lại là cổng USB 2.0 kích thước đầy đủ như bình thường. Thì cái cổng này bạn có thể gắn rất nhiều thứ vào, hoặc là gắn chuột không dây, hoặc là bàn phím, hoặc là bạn gắn cái ổ lưu trữ này vô cũng được. Đó. Thì cái USB on the go này nó sẽ giúp chúng ta làm được gì? Đây mình sẽ gắn nó vào cái chiếc Nexus 7 của mình. Rồi.
Thì bây giờ bạn có thể thấy là ở đây cái sợi cáp nó đã có mặt ở đây rồi. Và giờ mình sẽ gắn một thứ gì đó vào cái cổng này. Ví dụ như là đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái khả năng dùng chuột với bàn phím rời của nó. Đây mình có một con chuột Logitech và đây là cái bộ phát không dây của nó. Rồi. Rồi, mình sẽ để tạm cái chân máy này cho nó dễ xem. Bạn có thể thấy là lúc mà mình di chuyển con chuột, đây là con chuột Logitech của mình. Và cái con chuột này lúc nãy mình đã gắn vào cái cổng USB. Đây. Đó. Thì các bạn có thể thấy là lúc mình di chuyển con chuột trên mặt bàn thì con chỏ chuột nó sẽ xuất hiện trên màn hình của Android. Đó, các bạn có thể thấy cái con chỏ chuột màu đen đen. Mình có thể nhấn vào các cái điểm trên màn hình giống y như là thao tác chạm, cũng có thể kéo qua kéo lại. Đó, kéo qua rồi kéo ngược trở lại. Rồi mình có thể khởi động những cái app lên như bình thường, nhấn vào những cái nút vân vân, cuộn lên xuống, dùng ngay cái con chỏ chuột trên con chuột của mình luôn, không có cần phải xài tới cảm ứng nữa. Ở đây thoát ra ngoài rồi chạy Google Now rất là hay. Với bàn phím cũng tương tự, bạn có thể xài bàn phím không dây hoặc có dây đều được. Ở đây mình trình diễn con chuột không dây, nhưng mà nếu mà các bạn có cái con chuột có dây thì cứ cắm cái sợi dây vào cổng USB như khi nãy là xong. Nhưng mà nếu mà bạn xài chuột Bluetooth đó, thì bạn có thể pair Bluetooth với cái Nexus 7, là con chỏ chuột nó cũng sẽ xuất hiện như thế này, thì lúc đó khỏi xài tới cáp on the go. Giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái phần mềm chỉnh sửa ảnh. Đầu tiên là Aviary. Thì đây là một cái phần mềm rất là mạnh mà lại miễn phí cho phép chúng ta chỉnh sửa và app hiệu ứng rất là nhiều thứ vui vẻ và chuyên nghiệp. Thì mình sẽ chọn thử một cái tấm ảnh nào đó, như mình sẽ chọn hình bạn này đi. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy các công cụ mà Aviary cung cấp cho chúng ta, bao gồm Enhance là tự động nó sẽ chỉnh lại cái hình của chúng ta. Đó, như tăng độ nét lên nè, tăng độ sáng lên, khắc phục màu. Rồi kế tiếp là Effect, áp những cái hiệu ứng, rất là nhiều hiệu ứng lên. À, xin lỗi các bạn. Chúng ta có rất là nhiều hiệu ứng ở đây, hiệu ứng màu, vân vân. Đó. Giống như các bạn đang xài Instagram, nhưng mà hiệu ứng ở đây thì nó phong phú vui vẻ hơn. Bạn cũng có thể lồng khung cho bức hình này, nhấn vào chữ frame thì có sẵn ở đây là hai loại khung. Nếu muốn bạn có thể get more là mua thêm. Rồi ở đây là dán sticker lên ảnh. À, cái sticker này thì chúng ta phải download thêm, thì các bạn có thể download và sử dụng. Ở đây mình sẽ không đề cập tới nó. Và đây là những công cụ mà chuyên nghiệp hơn một chút. Crop là để cắt cúp lại bức ảnh cho nó phù hợp. Như mình crop, ok. Rồi focus, tức là cái điểm mà bạn focus nó sẽ rõ ra, còn những điểm xung quanh sẽ mờ đi. Ở đây là điểm, ở đây là orientation, là xoay ảnh, chỉnh độ sáng, chỉnh độ tương phản, chỉnh độ bão hòa màu, chỉnh nhiệt màu, chỉnh độ nét cho ảnh nè. Rồi bạn cũng có thể chèn chữ trực tiếp vào ngay trên ảnh. Đó, chứ chèn chữ vào đây, em thấy cái chữ nó xuất hiện. Rồi làm trắng da, trắng răng, này tính năng này thì các bạn nữ là thích. Rồi chèn biểu tượng meme, vân vân. Cái phần mềm thứ hai mà mình muốn nói tới là Flick. Thì cái phần mềm này là dành cho mạng xã hội Flick của Yahoo, nhưng mà nó cũng tích hợp những cái công cụ chỉnh sửa ảnh của Aviary như lúc nãy mình đã giới thiệu. Nếu như mà bạn có sử dụng cái Flick thì bạn có thể tận dụng cái app này để mà chỉnh sửa ảnh luôn, không có cần phải cài thêm Aviary như lúc nãy nữa. Phần mềm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một số cái ứng dụng văn phòng. Ở đây mình có hai cái ứng dụng, đó là Kingsoft Office và Polaris Office. Đầu tiên mình sẽ nói về Kingsoft. Thì cái ứng dụng Kingsoft này nó tích hợp bên trong mình Word, Excel, PowerPoint. Bạn có thể xem, ví như ở đây mình sẽ mở slide, các slide PowerPoint. Đó. Thì việc hiển thị của Kingsoft Office khá chính xác. Những cái bạn có thể thấy là những công thức phức tạp hay là bảng, hoặc là một số cái đồ thị. Một số cái đồ thị khó thì ứng dụng này vẫn có thể hiển thị đầy đủ và rất chính xác.
giống như là những gì mà mình có thể xem được trên PowerPoint. Có cái tốc độ xử lý của ứng dụng này thì hơi chậm một chút. Bạn có thể chèn những cái chữ hình ảnh vô, rồi bổ sung cái hiệu ứng chuyển cảnh giữa các slide. Còn bên tính năng soạn thảo văn bản thì giống như là Word và Excel, thì dùng để chỉnh sửa bảng tính. Ở trong Kingsoft Office cũng có tích hợp rất là nhiều các hàm tính toán cơ bản, bạn có thể sử dụng nó. Các phần mềm văn phòng thứ hai mà nãy mình nói với các bạn đó là Polaris Office. Thì cái phần mềm này thực chất nó dành cho một số cái máy tính dòng máy tính bảng hạn chế, nhưng mà có file cài để mà chúng ta cài lên Office 7/2013 của chúng ta. File cài thì bạn có thể xem trong bài viết. Tính năng của Polaris Office cũng gần gần giống như Kingsoft lúc nãy mình nói với các bạn, đó là bạn có thể tạo bản tính nè, rồi biên tập và chỉnh sửa cái file thuyết trình, rồi văn bản. Polaris Office có tốc độ hoạt động nhanh hơn là Kingsoft Office. Bạn có thể thấy là mình mở file rồi duyệt rất là nhanh, không có bị chậm như là bên Kingsoft. Nhưng mà một số cái biểu đồ thì nó sẽ hiển thị không chính xác. Ví dụ như ở đây là các công thức, khi nãy bên Kingsoft bạn thấy là nó xuất hiện công thức đạo hàm v.v. rất là đầy đủ, còn bên Polaris Office thì không. Đây là cái nhược điểm. Rồi tiếp theo là cách xem tập tin PDF. Ở đây mình có ứng dụng Adobe Reader. Đó. Ứng dụng này do chính Adobe phát triển, do đó bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng tương thích file PDF của Adobe Reader. Và khi đọc tập tin PDF như thế này, bạn có thể chọn ghi chú, nhấn giữ vào một cái nội dung nào đó ha, xong rồi chọn, bạn có thể copy, rồi có thể tô đậm nó lên, hoặc là gạch bỏ nó đi. Đó. Ví dụ mình chọn highlight thì mình sẽ tô đậm nó, tô đậm cái màu lên. Đó. Bạn cũng có thể chèn một số cái ghi chú vào nữa, ví dụ mình muốn chèn ghi chú vào đây, chữ phần này, nhấn vào chữ nốt, gõ vào ghi chú, rồi nhấn save. Thì sau khi mà cái ghi chú này được tạo ra thì nó sẽ tích hợp, nó sẽ được chèn thẳng vào cái tập tin PDF của chúng ta luôn. Do đó khi bạn đem cái file PDF này lên máy tính hoặc là đem chia sẻ cho bạn bè thì cái ghi chú này nó vẫn còn ở đây, rất là tiện lợi. Các bạn muốn đọc sách thì mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm tên là Andico. Đây là một phần mềm có giao diện khá đẹp. Sẽ chuyển qua self view. Đó, các bạn sẽ thấy nó mô phỏng cái giá sách của chúng ta, và đây là những cuốn sách của mình. Thì những cuốn sách này là có định dạng ebook, bạn có thể mua từ store của Andico hoặc là chép từ bên ngoài vào. Hiện nay cái file ebook được dùng rất là nhiều, bạn có thể thoải mái kiếm về truyện, rồi tiểu thuyết, hoặc là các sách dùng để học hoặc tài liệu nghiên cứu đều có file ebook. Thì sau khi chép file ebook vào máy tính bảng của chúng ta rồi thì bạn có thể mở ra xem. Như đây mình có chuyện nanh trắng wifi. Đó, đây là giao diện xem sách rất là đẹp và đơn giản. Bạn có thể chỉnh sửa một số cái thiết lập để mà việc xem của chúng ta được dễ hơn. Như đây là go to, di chuyển đến một cái trang nào đó, rồi chuyển chế độ đọc ban đêm, ban ngày. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có cái ứng dụng nào hay thì nhớ chia sẻ luôn cho mọi người nha.